Nhân kỷ niệm đại lễ Phật Đản 2023, Phật lịch 2567, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và một số cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh. Tại các cơ sở Phật giáo đến thăm, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thăm hỏi và chúc các chức sắc, đồng bào tăng ni Phật tử đón đại lễ Phật Đản an lạc, đồng thời khẳng định những năm qua, kinh tế xã hội của tỉnh phát triển mạnh mẽ, quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường, có sự đóng góp quan trọng của các chức sắc và bà con Phật tử. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mong muốn các chức sắc, đồng bào tăng ni Phật tử luôn phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo, chung sức đồng lòng cùng bà con nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh xây dựng quê hương Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng văn minh, giàu đẹp.